Chào bạn, là mình nha. Nay có nhiều bạn hỏi là cách phân biệt cái sườn que alpha nhỏ Trung Quốc với lại sườn xịn. Thì nay mình cũng làm cái clip, mình chỉ cho bạn thôi, mình cũng biết nhiều mình chỉ chia sẻ cho bạn vậy. Rồi, bạn đừng có ném đá mình nha. Mình biết nhiều mình chỉ nhiều chia sẻ cho anh em cùng biết thôi. Rồi, nhớ like và chia sẻ cái clip cho mình ha. Rồi, cảm ơn các bạn. Giờ để mình quay cho bạn coi. Đây các bạn. Bạn thấy không, hai cái sườn này nó giống nhau, là sườn quay nhỏ nha bạn. Đó, từ trên xuống dưới, bạn thấy không? Đó, nhưng mình chỉ cho các bạn mấy cái điểm để các bạn phân biệt khi mà các bạn đi mua thì không có bị lầm. Với lại chỉ cho bạn là cái sườn nó như thế nào là sườn tốt, còn cứng cáp thường bị mục ở đâu. Đây, mình nói luôn sườn này là sườn Trung Quốc nè, còn cái này sườn xịn nè bạn. Mình thấy không, cái điểm đầu tiên á, là sườn xịn nó có hai lỗ nè, còn sườn Trung Quốc không có nè, hoặc nó có nhưng mà nó có hai lỗ bé tí thôi bạn, thấy không? Tất cả các chi tiết đều giống nhau hết luôn nha, từ phần dưới này cho tới dưới này giống nhau hết luôn, nó cũng có ngạnh đùi. Còn thằng đây này, rằng các bạn coi trên đây nữa nè, trên đây thằng sườn Trung Quốc á là nó không có cái chữ V nè, còn sườn xịn nó có chữ V ngay đây nè, bạn thấy không? Nên quay rõ cho bạn coi, không có rõ nổi các bạn ơi, nhờ có nó có chữ V khi các bạn nhìn trực tiếp thì sẽ thấy. Và mấy cái chỗ này nè, các bạn thấy chỗ này không, con ốc nó là con ốc sáu cạnh nha bạn, còn sườn xịn của người ta á là con ốc bốn cạnh. Mấy chỗ này cũng vậy nữa nè. Đó, thì ốc sáu cạnh. Các bạn đa số mấy cái bát đồ gắn ốc á đều là ốc bốn cạnh hết nha. Còn như sườn Trung Quốc là ốc sáu cạnh. Các bạn thấy không? Còn cái sườn á, sườn này á nó thường mục nhất là hai cái thanh này nè các bạn. Sườn nó mục nhất là hai cái thanh này. Đó, với cái đuôi. Khúc này các bạn đi coi thì các bạn coi nhớ coi kỹ vô đó này, chỗ này nè, với các bạn coi nó bát đầy đủ bát không, ví dụ như bát đây gắn kèn nè, còn cái bát này thì là gắn cái cục mô bin nè, cái này nó bị cắt mất cái bát khóa cổ nè các bạn, đáng lẽ nó phải có cái bát khóa cổ ở đây nữa nhưng mà nó lên xe độ nó cắt mất cái bát đó rồi đó. Thì coi đầy đủ bát thì về các bạn gắn nó mới được. Đó, bạn thấy không, hai cái sườn giống nhau y chang luôn, nhưng mà phải có một chút xíu kiến thức thì các bạn mua đồ mới không bị lầm. Đây nữa nè, đáng lẽ ở đây nó có cái bát để mà gắn cục IC với lại cục chớp với lại cục sạc, mà cái này sườn đổ rồi, nó cắt bỏ luôn rồi, cái này là nó cắt bỏ nè, giống như cái này nè, đáng lẽ nó phải có cái giống như vậy nè, đó, mà nó cắt bỏ rồi. Nè, cây sườn này giờ nó bán là 900 tới 1 triệu nè, sườn riêng. Còn sườn Trung Quốc này tầm 200-300 các bạn. Này là sườn Trung Quốc nè, sườn riêng Trung Quốc nè các bạn. Đó, đây là mấy cái sườn Trung Quốc không à, bạn thấy không, nó không có lỗ ở đây. Đó, nay xe về cũng ít nha bạn, nay xe về chủ yếu xe có giấy nè, mấy cái xe có giấy nè, này xe có giấy nè, chiếc No 4 này có giấy nè bạn, này bãi ông Đồng nha bạn, bãi ngay chỗ Nghĩa Trang tỉnh nha, mình nói bãi ông Đồng là các bạn biết chỗ nào rồi. Đó, thì hôm trước có mấy bạn xuống có rủ mình uống cà phê á, thì bữa đó mình đi không được, rồi xin lỗi các bạn nha, bữa đó tại vì vô ca mình đi làm rồi, mình chỉ rảnh thì mình quay cho bạn coi thôi, ví dụ như mình đi làm thì mình quay không có được, mình đi uống cà phê không có được. Với lại mấy cái comment các bạn hỏi mình á là giá đồ nhiêu á, thì có khi mình làm ở trong xưởng á thì nó không có wifi, mình không có trả lời được các bạn, về nhà thì mình mới có wifi để mình trả lời, nhưng mà về cũng tối, tranh thủ ăn cơm rồi ngủ chứ cũng không có trả lời được nhiều các bạn thông cảm nha. Này mấy con quay này quay Trung Quốc nha bạn, cũng có giấy luôn nha,
Đó. Nè bạn, cái xe bữa hôm nè bạn. Đó. Nay nó chạy đã đời rồi các bạn, nó sửa lại nó chạy đã đời rồi, nay nó bán lại 2 triệu rưỡi nha các bạn. Xe này nó ăn đĩa trước luôn. Bánh luôn, sườn này là sườn zin nha các bạn. Sườn của RS nha, sườn của RS zin nha, chế lại nha. Nè. Bạn thấy không? Đạp nổ nha. Đó. 2 triệu rưỡi nha các bạn. Xe không có giấy nha. Này là cái sườn zin chế lại. Đó. Máy thì máy Trung Quốc. Cầm đùm niền rồi còn mới chát luôn nha bạn. Cặp bánh vỏ còn mới chát luôn nha. Sao nay mày không đi xe này nữa? Hả? Rổ nè, rổ xe đạp điện chính hãng Asama. Asama. Đây mấy cái sườn 67 nữa bạn. Sườn 67 này cũng còn đẹp quá nè. Thấy cũng còn liền ở trong chưa xé nè. Ở ngoài thấy có làm đồng. Có làm đồng chỗ này. Khúc đuôi cũng có làm đồng luôn. Ủa này phải sườn 67 không? Nó đó chứ nữa. Nhưng mà à sườn này sườn 66. Sườn 66. À, số mất tiêu luôn rồi. Đây còn hai cái sườn. Anh em nào muốn độ chế gì thì ghé đây coi. Mấy cái bánh nè bạn. Đây bạn, mấy chiếc Sirius này không giấy nè. Sirius Nhật không giấy 2 triệu rưỡi nữa bạn. Thì cái Smart này cũng 2 triệu rưỡi luôn nha. Đó, xe không giấy nha. Đây chiếc Suzuki Smart cũng 2 triệu rưỡi luôn. Đó. 2 triệu rưỡi. Bên này cũng 2 triệu rưỡi luôn. Còn mấy chiếc này Tâm? 2 triệu. Đó, mấy chiếc này không giấy 2 triệu luôn nha. Vàng áo còn liền lắm nha bạn. Vàng áo này mới thay luôn hay gì nè. Còn cái sườn Nhật này Tâm? 7 triệu. Đó. Sườn RS nữa bạn. Nguyên cái sườn RS zin luôn nha. Đó. Sườn chưa có mục chưa gì hết, chưa làm đồng luôn. 700 ngàn nha bạn. Để mình lôi ra đây cho bạn thấy. Đó. Bách cổ đồ còn luôn nè. Này chiếc RS bữa hôm tháo ra hả? Bao tử đâu còn không? Bán ra rồi. Bán ra hả? Bạn thấy không? Đó. 700 ngàn. Sườn ngay thẳng nha, không phải cong đụng gì nha. Rồi. Còn nào không? Sườn Nhật kìa, có cái sườn Wenfa Nhật màu xanh đó nhiêu Tâm? Sườn đó nhiêu tiền? Sườn này có 600 ngàn à, rẻ quá. Về vô xe độ cũng còn lời nữa, sườn này cứng ngắc luôn mà. Chỉ nó sơn màu xanh lên thôi. Cái này về có ai mà có xe Trung Quốc thì vô giấy. Áp giấy sàn qua. Sườn này có 600 ngàn nha các bạn. Đó. Quá rẻ. Bô bọng rồi cũng rẻ luôn. Có cái bô Nhật nào đây ông Tâm? Ừ, cái bô này sâu lô mà nặng dữ ta. Ít quay em, hàng chi. Cái bô này nặng quá trời luôn. Ừ, có cái bô hưu chờ nè. Đó,
Đây bô nè, bô độ bên này nha anh em. Bô độ nè. Bô lon AHM đồ quá trời luôn. Rồi có bô nòng súng nữa nè bạn. Cái bô nòng súng này gắn vô chiếc Alac của mày đi Tâm. Cái bô nòng súng này gắn vô Alac mày đi. Rồi chạy hay lắm á. Bye 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 bye. Ừ. Nè bạn. Nè, lon bô quá trời luôn nè các bạn. Này chỉ 50% gì thôi chứ mắc có ai đâu mua các bạn. Đó. Có cái này còn đẹp nè. Rồi với cái này nè. Này thấy có chút xíu à. Nó bằng tay khóm mà. Bạn thấy không? Còn này là bô tay ga nha các bạn. Bô tay ga gắt chân. Này gắt chân zin nè. Gắt chân zin các bạn thấy không? Có chữ nè, có số, chữ số đây đàng hoàng nè, VVBAVAB gì nè. Có cái móng ngựa nè. Hàng zin theo xe nha các bạn. Nè, còn đồ lô nó không có gì hết nè nha. Bạn mua đi mua đồ chú ý mấy cái này nha bạn. Còn cái này là của mấy chiếc RSX nè, VAB nè, zin nè bạn. Cái mà loại gắn vô cái khung á, làm sao á. Đó. Mấy cái chân chống MD, mấy chân đó thì dành cho xe chở hàng đồ hết lần. Đây, trên này là dàn áo, dàn đèn. Đó là mấy cái dàn áo của tay ga còn đẹp người ta mới treo lên. Này là đèn đuôi tay ga Sirius. Nè. Mấy chiếc này gì hai đèn nữa bạn. Đây. Đây cục máy máy RSX bữa hôm mới rã ra nè bạn. Dạ. Này RSX mới rã nè bạn. Mới rã cái sườn bán rồi. Máy này thì tầm 2 triệu 2, 2 triệu 3 gì đó. Máy FX nè bạn. Máy này về chở đồ là thiên hạ luôn rồi. Ủa sao tụt lúc rồi. Nè nó tụt rồi. Máy cúp 81 mà bị gỡ bộ lửa rồi. Hay ăn hết bộ lửa rồi. Máy SYM 110. Mấy máy này tầm triệu mấy nha. Về gắn như xe chở đồ thôi. Mấy chiếc này cũng là 2 triệu nha bạn. Nè Suviva nè. Triệu mấy, 2 triệu gì đó. Đây các bạn. Đây có một chiếc xe Nhật. Nhưng mà mình không biết nó đời nào. Nó có chữ KFNL-4. Xe Thái hay gì các bạn. Mình thì chưa cập nhật cái loại này. Mình chỉ biết cái loại mà có chữ H, H hàng Việt Nam á, HVN á. Còn này KFL. Cái xe này là xe quay RS. Mà nếu mà Thái á, thì nó có 1, 2, 3 chấm. Là ba cái lỗ ốc. Còn này nó có hai lỗ ốc à. Đó, các bạn thấy không? Thân đĩa nè. Xe này á, là xe đăng ký nha các bạn. Xe đăng ký nha. Cái bô zin luôn. Cầm đùm nền zin hết. Chỉ có mất cái bình xăng con thôi. Xe này chắc ở đây bán khoảng 7 triệu rưỡi 8 triệu nha bạn. 7 triệu rưỡi 8 triệu nha. Có giấy nha. Hồ sơ cầm tay nha. Nghe hồ sơ cầm tay thì cái bộ hồ sơ đó người ta xuất quá đơn thì về các bạn lên tỉnh các bạn đăng ký. Ví dụ ở mua Mỹ Tho, Tiền Giang mình như về Long An đăng ký cũng được nha bạn. Còn này là mấy xe phế liệu rồi. Chuẩn bị rã lấy đồ. Bạn thấy không? Còn đùm nè. Quá trời đùm luôn nha bạn. Lóc máy nè, nay nó dung lên khúc rồi nè. Ta rã máy cái nào xài được ta bỏ lên đó bạn. Rồi. Các bạn xem video nhớ nếu mà thấy thú vị á, hoặc là có ích cho các bạn thì các bạn cho mình một like nha. Một cái like để mình có động lực mình làm thêm. Tại vì nói thiệt với các bạn luôn,
mình làm cái YouTube này á, thì từ từ đầu năm, là từ tháng 1 là bắt đầu mình tạo kênh mình làm. Thì tới nay mình cũng được, mình mới lãnh tiền của YouTube, YouTube nó chuyển về cho mình là tầm khoảng được 2,6 triệu là 3 tháng. Thì các bạn coi là các bạn đang trả tiền cho mình á, thì mình sẽ cố gắng mình làm những cái video nó chất lượng hơn. Mình sẽ đón mấy cái đợt xe về mà nó có nhiều xe hay hay á thì mình quay cho bạn xem. Bên đây còn nữa các bạn, bên đây còn xe nữa nè, là nhưng mà mình qua đó không được, thì mai mốt người ta sẽ làm cái cửa từ đây thông quanh đó, thì lúc đó mình sẽ quay cho bạn coi. Bên đó cũng toàn là xe phế liệu thôi, không chứ không có xe gì đặc biệt hết. Đây người ta chuẩn bị bơm cát lên, mấy mốt người ta sẽ làm cái bãi bên đây nữa, bãi xe bên này nữa, thì lúc đó sẽ về nhiều xe hơn nữa, thì mình có cơ hội mình quay cho bạn xem nhiều hơn. Rồi thôi, nay mình quay tới đây thôi nha, khi nào mà có xe về nữa thì mình quay cho bạn xem thêm ha. Rồi cảm ơn các bạn, nhớ cho mình một like nha.